ngày cưới, ngày Tết hay bất cứ mâm cỗ nào đa số cũng đều có món gà luộc. Kết thúc những ngày lễ lớn, gia chủ thường sẽ dư lại thịt gà trong mâm cỗ. Làm món gì để có thể xử lý những phần gà luộc còn dư lại? Hôm nay cùng mình làm một món gà dễ làm nhất nhé. Trước tiên hãy pha một phần sốt nhé. Cho vào bát con 1,5 thìa tương ớt, 1 thìa tương cà, nửa thìa dầu hào, 1 thìa cà phê hạt nêm, 2 thìa cà phê đường, thêm một chút dầu mè thơm, trộn đều cho tan gia vị. Đây là nửa chú gà trên mâm cúng nhà mình. Vết phần nước sốt vừa pha lên khắp mình gà sao cho nước sốt ngấm được vào gà. Sử dụng găng tay để làm cho dễ mọi người nhé. Gà trong mâm cỗ thường đã được chặt thành từng miếng nhỏ để bày lên đĩa. Con gà này của nhà mình là gà trên mâm cúng đặt trên bàn thờ, nên được mổ moi và giữ nguyên hình. Nay mình chặt làm đôi vì nhà mình chỉ có 2 người lớn thôi. Bạn dùng gà đã chặt thành miếng cũng vẫn làm được nhé, chỉ khác lúc xét nhiệt độ thôi nha. Xoa đều hai mặt và ướp trong khoảng 20 phút. Bình thường mâm cỗ ngoài gà thì xôi cũng là món ăn thường dư lại. Còn đây là xôi mình mới nấu. Gọi là cơm nếp thì đúng hơn. Mình nấu gạo nếp bằng nồi cơm điện. Làm nóng chảo chống dính, phết một lớp dầu lên chảo. Sau đó cho xôi vào chiên vàng giòn. Nhớ dàn đều xôi ra để có được nhiều phần xôi được tiếp xúc với mặt chảo nhất. Có thể để lửa vừa để mặt ngoài xôi vàng giòn nhanh bạn nhé. Cho gà vào rổ chiên. Nồi chiên nhà mình phải nướng 2 lần nên mình sẽ nướng phần xương trước, phần da sau. Nếu bạn không có nồi chiên thì có thể chặt gà thành nhiều miếng rồi áp chảo cũng được nhé. Bật nồi chiên 200 độ và nướng trong 10 phút. Khi nồi chiên nướng xong, bạn nên để nồi quạt xong và tắt hẳn rồi mới lấy rổ chiên ra nhé. Giờ chúng ta lật gà lên để nướng mặt còn lại. Nướng 200 độ 5 đến 6 phút bạn nhé.
lật gà xong thì đi lật xôi. Xôi cũng chiên vàng một mặt rồi, giờ lật lên để chiên tiếp mặt còn lại nhé. Nếu bạn không dùng chảo chống dính thì khâu này sẽ vất vả lắm đấy. Nhưng dùng chảo chống dính nên sẽ dễ dàng lật được xôi, lại còn nguyên tảng nữa. Trong thời gian chờ gà và xôi thì mình có xào một chút rau. Vì gà và xôi đã chiên rán rồi nên rau mình chỉ xào hành tỏi thôi, không dùng thịt hay chất đạm gì nữa. Ăn để chống ngấy, bạn có thể làm rau củ luộc cũng được. Nhà có gì thì dùng món đấy nhé. Làm thêm một chút bột canh chanh ớt, thêm chút tiêu nữa nhé. Xôi được rồi nè, cho ra đĩa thôi. Ai muốn ăn giòn hơn nữa thì chiên thêm thời gian nhưng cẩn thận bị cháy và khô quá nhé. Gà cũng xong rồi nè. Hồi nãy mình có bảo mọi người nướng 200 độ 5 đến 6 phút thôi. Vì ở đây mình để 8 phút nên phần cánh và phần xương hơi cháy. Phần thịt thì vẫn ok là. Có thể giảm thời gian nướng, hoặc giữ thời gian và bọc giấy bạc ở phần chân và cánh nhé. Đây là mâm cơm trưa của mình, gà chặt hơi xấu nhỉ hi hi. Cắt xôi ra ăn thử miếng nào, giòn lắm nhé. Trông miếng xôi như miếng pizza vậy, ngoài cách làm gà như mình vừa làm. Bạn có thể xé gà đã luộc làm thành nộm, gỏi, miến hoặc bún gà nấu măng, miến trộn, miến xào. Ngoài ra thì súp gà, cháo gà, khô gà, trà bông hay món gà chiên nước mắm cũng là một gợi ý nhé. Chúc các bạn làm được nhiều món ngon với gà đã luộc rồi nhé. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc các bạn ngon miệng và hẹn gặp lại ở những video sau.